Hello, xin chào anh em. Hôm nay thì ngày bao nhiêu nhỉ, không nhớ. Nhưng mà hôm nay thì tình hình dịch bệnh ở Đắk Lắk nó đã có vẻ như là bớt căng thẳng rồi. Người dân ở đây đã đi lại, đi làm bình thường rồi. Thì vài hôm gần đây mình có nhận được vài cuộc gọi và vài comment yêu cầu là hướng dẫn cài camera Exit Vid vào đầu ghi đa hua. Thì trước kia mình đã làm clip hướng dẫn add trong cam Ezivit vào đầu ghi KB thì mình thấy rất là ok. Nhưng mà mấy anh em như mạng hỏi là tại sao không add đau hua được. Thì hôm nay mình sẽ làm cái đầu đau hua cho anh em coi. Đây là đầu X1A04, đầu rẻ nhất của đau hua nha. Thì mình bỏ qua các thao tác là chuyển đổi từ đầu bình thường qua đầu IP thì đầu là đầu bình thường thôi. Thì mình chuyển qua một kênh IP đây. Mình add thử được rồi nè. À, và có vài anh em nói là tại sao nó khi mà nó phóng lớn lên không được. Cho nên đó, đây là cam, các bạn thấy không, trên này có cả cái cam chữ Ezivit này. Cái Ezivit này không nhái đâu nha, cam nó chuyển động này đó, nó xe chạy qua rất là mượt anh em thông cảm nha. Ở mình ở đường nó ồn quá, ồn đi đây nè, có nhiều clip muốn quay cho anh em xem nhưng mà nó ồn quá, nhiều khi người nghe họ cũng khó chịu nữa. Anh em thông cảm, đây phóng to này đó, thì lắc bình thường mà đâu có gì đâu. Thì với cái đầu này thì mình add vô nó còn được nhanh hơn, dễ hơn là cái đầu KB nữa. KB với lại Dahua thực ra thì nó là một thôi, nhiều khi Dahua nó sẽ sản xuất nhanh hơn, KB thì nó sẽ chậm hơn vì nó mua lại này, nó nhượng quyền lại cho mua lại đây. Thì mình quét sẽ không ra đâu, mình xài SADB tool đó, rồi mình xem địa chỉ IP của con Ezivit của mình là bao nhiêu, chung mạng nha, khác mạng thì sẽ là một clip khác. Đây thì mình lại vào phần bên KB á, thì mình chọn là mình nhớ câu nhầm cho nên là tùy biến, và mình chọn dòng chính dòng phụ. Còn bên Dahua thì mình sẽ chọn dòng tổng quan. Đây mình để tiếng Việt cho anh em dễ xem nha. Đó, rồi mình lại điền là mình lại điền là cái đuôi của nó nè, đường link, tên miền và đúng rồi. Đây này, anh em chỗ này nè, anh em lưu ý chỗ này nè. Chỗ này á mình sẽ điền là như thế này. RTSB, anh viết thường là RTSB 2.192.168.1.13. Thì tùy bên anh em, có khi bên của anh em nó là địa chỉ khác thì anh em điền theo địa chỉ LAN của nhà mình nha. Còn cái này là trên em mặc định là admin, và ở dưới sẽ là 6 cái ký tự viết hoa ở dưới cam á, nếu anh đổi rồi thì đó. Nói chung là mặc định là mình sẽ nhìn lại ok, nó sẽ ra như vậy thôi đó, anh em thấy không đó, xe vẫn đi bình thường này, mình quay đó. Cảm ơn anh em đã theo dõi ủng hộ kênh của mình. Nếu anh em cần camera hay cần giải đáp cái gì thì liên hệ mình, có thể mua camera ủng hộ mình. Mình sẽ hướng dẫn các anh em các cách mà tối ưu những sản phẩm của mình. Rồi, chào và hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo nha.